Mình ước chừng một giỏ có thể đựng vừa khoảng 50 cây kem lận. Bên cạnh ba giỏ đựng đồ này thì không gian bên dưới tủ cũng rất là rộng rãi. Nhờ khả năng giữ lạnh các thực phẩm đông lạnh một cách mạnh mẽ với dung tích lớn, tủ đông là một món đồ không thể thiếu ở các siêu thị hay là các cửa hàng tạp hóa. Và tại một số gia đình thì họ cũng sắm sửa tủ đông cho nhu cầu bảo quản đồ ăn, thức uống. Kể ra ấy, thì tủ đông cũng xuất hiện ở nhiều nơi đấy chứ. Nhưng mà các bạn có đồng ý với Trang rằng không phải loại tủ đông nào cũng có thể đáp ứng được mọi môi trường sử dụng đúng không? Tại vì nhu cầu ở mỗi nơi mỗi khác mà. Và ngày hôm nay, hãy cùng Quỳnh Trang khám phá chiếc tủ đông Sanaki, một loại tủ đông được thiết kế dành riêng cho các siêu thị và các cửa hàng tạp hóa nhé. Với dung tích sử dụng là 350 lít, chiếc tủ đông Sanaki VH4899KB có kích thước tương đối lớn, phù hợp với những không gian rộng rãi. Tổng thể thân tủ được làm từ thép sơn tĩnh điện, giúp tủ vừa cứng cáp lại còn gia tăng độ bền, chống lại các tác nhân làm bào mòn trong quá trình sử dụng. Và tuy là có bề ngoài hơi to lớn, nhưng mà tủ còn được trang bị 4 bánh xe giúp mình có thể di chuyển tủ qua lại một cách dễ dàng khi cần thiết. Một chi tiết cũng được đặt gần bánh xe, đó chính là bảng điều khiển của tủ được đặt ở phía rìa bên phải của tủ như các bạn có thể thấy đúng không? Và ở trên bảng điều khiển này thì sẽ có một màn hình hiển thị nhiệt độ, hai nút tăng giảm nhiệt độ để khóa hay là mở khóa các nút tăng giảm nhiệt độ. Mình cần giữ hai nút cùng một lúc trong 3 giây nhé. Tại đây thì Trang thấy chúng ta có thể điều chỉnh nhiệt độ bên trong tủ dao động từ 10 độ C đến âm 40 độ C. Có thể nói rằng giải nhiệt độ có thể cài đặt trên chiếc tủ này khá là rộng đúng không? Vì thế cho nên chúng ta có thể linh hoạt điều chỉnh để có thể dự trữ được nhiều loại thực phẩm khác nhau, chứ không nhất thiết là tủ đông thì chỉ để bảo quản đồ đông lạnh thôi đâu. Và với điều này thì những ai mà chúng ta đang muốn xây dựng mô hình kinh doanh bách hóa ấy, các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc mình lắp đặt chiếc tủ đông này hàng loạt để tạo nên sự đồng nhất này và thẩm mỹ. Đồng thời chúng ta lại có thể lưu trữ được nhiều loại thực phẩm khác nhau, từ thịt cá cho đến đồ ngọt hay là các loại đồ uống nữa. Chiếc nút cuối cùng trên bảng điều khiển là nút bật tắt chiếc đèn bên trên này đây. Chiếc đèn này sẽ hỗ trợ cho việc trưng bày thực phẩm, cũng như là vào buổi tối mình dễ dàng tìm kiếm thực phẩm hơn. Tủ sử dụng đèn LED cho nên là các bạn cũng không cần phải lo lắng cái vấn đề là nhiệt từ đèn phát ra sẽ ảnh hưởng đến độ lạnh bên trong tủ đâu. Và theo như Trang đánh giá thì với việc mà chúng ta lắp đèn chiếu sáng bên trong tủ như thế này của Sanaki cũng là một ưu điểm lớn so với các dòng tủ đông khác. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất của tủ mặc dù là Trang chưa đề cập đến nhưng mà chắc hẳn là các bạn chúng ta cũng thấy rồi đúng không? Đó chính là phần cửa tủ với tông màu cam vô cùng nổi bật. Điểm khác biệt khi mà mình sử dụng tủ đông ở cửa hàng hay là khi mà mình dùng ở nhà ấy, đó chính là phần thiết kế của nó phải thật là thu hút khách, cũng như là quá trình sử dụng của nó cũng phải thật là tiện lợi. Vì thế bên cạnh lớp viền cam bắt mắt này, cửa tủ còn được làm từ lớp kính cường lực trong suốt, nhìn vào là thấy hết không gian bên trong tủ. Mặt cửa tủ còn được làm bo cong rất độc đáo, giúp cho khách hàng dễ dàng quan sát được trong tủ đang bán món gì từ xa, kể cả các bé cũng có thể xem được bên trong tủ có món gì. Bên cạnh đó, cửa tủ là dạng kéo ngang nên lại càng an toàn hơn khi mà mình mở ra, đóng vào, hạn chế được tình trạng kẹt tay như khi mình sử dụng cửa dạng nắp đậy. Đi cùng với tủ là ba giỏ đựng đồ rất tiện dụng, và nhờ những chiếc giỏ này sẽ giúp cho chúng ta có thể tăng không gian dự trữ thực phẩm. Bên cạnh đó cũng giúp cho chúng ta có thể phân chia không gian đặt để đồ sao cho phù hợp. Chẳng hạn như ở đây, Trang sẽ sử dụng những chiếc giỏ này để đặt kem, đồ ngọt các thể loại. Nhìn cũng hấp dẫn quá đó chứ. Mà kích thước của giỏ đựng cũng rất là lớn nha. Mình ước chừng một giỏ có thể đựng vừa khoảng 50 cây kem lận. Bên cạnh ba giỏ đựng đồ này thì không gian bên dưới tủ cũng rất là rộng rãi. Thông thường theo như Trang quan sát ấy, thì ở các tiệm tạp hóa, họ thường sẽ để những loại thực phẩm mà đang được bày bán ở phía trên những chiếc giỏ này, ở không gian bên trên này. Còn với không gian bên dưới này thì sẽ sử dụng để lưu trữ các loại thực phẩm mà chưa được bày bán. Và Trang thấy là với không gian bên dưới này thì chúng ta có thể linh động để mà mình có thể sử dụng tùy theo mục đích khác nhau. Trong quá trình buôn bán ấy, thì cái việc mất điện cũng khiến cho chúng ta rất là bận tâm, bởi vì trong thời gian đó khả năng mà thực phẩm bị hỏng rất cao. Vì vậy, nhờ có lòng tủ được làm từ hợp kim nhôm phủ lớp sơn tĩnh điện, thế nên tủ đông Sanaki có khả năng giữ nhiệt tương đối tốt, giữ được độ lạnh lâu. Nên là nếu chẳng may mà có mất điện ấy thì cũng có thể giảm thiểu được tình trạng hư hỏng sản phẩm. Bên cạnh đó, các tủ đông ngày nay vẫn sử dụng công nghệ làm lạnh trực tiếp cùng với dàn lạnh được làm bằng chất liệu đồng có khả năng truyền nhiệt tốt. Thế nên quá trình cấp đông và làm lạnh thực phẩm bên trong tủ cũng được diễn ra nhanh chóng. Kể cho các bạn nghe, đó là khi mà Trang vừa mới mở thùng chiếc tủ đông này ấy, sau đó thì mình cắm điện khoảng chừng 5 phút thôi là có thể thấy được hơi lạnh được thổi đi đồng đều khắp cái tủ này rồi. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ làm lạnh trực tiếp sẽ dẫn đến một sự thật phũ phàng khó tránh khỏi, đó là tình trạng đóng tuyết xung quanh thành tủ.
ra thì đây cũng chỉ là một hiện tượng bình thường thôi. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta muốn hiệu quả làm lạnh tốt nhất thì nhớ là chúng ta phải thường xuyên xả tuyết nhá. Và có một dụng cụ nhỏ xinh được đi kèm với chiếc tủ Sanaki này, đó chính là một chiếc muỗng cạo tuyết để giúp hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình mà chúng ta xả tuyết đúng cách. Sau khi tuyết đã được dọn dẹp, chúng ta sẽ xả lượng nước thừa đã tan ra thông qua chiếc lỗ thoát nước đặt dưới đáy của lòng tủ. Ngoài ra, để tránh tình trạng nước từ tủ chảy ra khiến mình khó dọn dẹp, thì tủ cũng được đi kèm một chiếc khay hứng nước lắp đặt ngay tại đây. Để mình kéo ra cho các bạn xem nha, rất tiện cho việc dọn dẹp cũng như giữ thẩm mỹ khu vực đặt tủ nữa. Một tiện ích cuối cùng đi kèm với tủ mà Trang muốn chia sẻ đến với các bạn đó là tủ cũng được trang bị một ổ khóa cửa đề phòng kẻ xấu chôm chìa thực phẩm mình đang đựng bên trong tủ nhé. Tuy là có nhiều tiện ích đấy, nhưng mà chiếc tủ này thì lại chưa được trang bị công nghệ inverter tiết kiệm điện. Vậy thì rốt cuộc là khi hoạt động thì tủ sẽ tiêu tốn bao nhiêu điện năng? Hãy cùng Trang theo dõi kết quả ở trên màn hình nhé. Nhìn chung thì con số này tương đối cao. Tuy nhiên, nếu như mà sử dụng máy phục vụ cho việc kinh doanh lâu dài thì phần chi phí này cũng không quá đáng kể lắm. Hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi về chiếc tủ đông Sanaki VH4899KB của Trang thì cũng đã giúp ích được cho các bạn chúng ta đang có nhu cầu mua sắm một chiếc tủ đông để phục vụ cho mục đích buôn bán trong gia đình của chúng ta. Bên cạnh đó, với một vẻ ngoài bắt mắt, khả năng tùy chỉnh nhiệt độ linh động thì chiếc tủ đông này cũng rất phù hợp để chúng ta lắp đặt hàng loạt ở các siêu thị hay là Bách Hóa Mini. Từ việc bảo quản trái cây này, đồ uống này hay là các loại thịt cá, loại nào cũng có thể bảo quản được hết các bạn nhé. Và giá của sản phẩm thì Trang sẽ để phần mô tả bên dưới cho các bạn cùng tham khảo nhé. Các bạn nghĩ sao về chiếc tủ đông này? Hãy cùng cho Trang và Điện Máy Xanh biết nhé. Mà đừng quên để lại cho Trang và Điện Máy Xanh một like và một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.